Chào mừng các em đã đến với www sửa máy 66. Bây giờ chúng ta hãy ngồi cách màn hình máy tính khoảng 1 mét, ngồi đúng tư thế và bắt đầu học bài. Tổng và hiệu của hai vector. Một nhỏ, tổng của hai vector. Trên hình 1 năm, hai người đi dọc hai bên bờ kênh và cùng kéo một con thuyền với hai lực F1. F2. Hai lực F1, F2 tạo nên lực F là tổng của hai lực F1 và F2 làm thuyền chuyển động. Định nghĩa. Cho hai vectơ a và b. Lấy một điểm a bất kỳ, vẽ vectơ AB bằng vectơ a và vectơ BC bằng vectơ b. Vectơ AC được gọi là tổng của hai vectơ a và b ta ký hiệu tổng của hai vector a và b là vector a cộng vector b vậy vector ac bằng vector a cộng vector b hình 1,6. các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm phép toán tìm tổng của hai vector còn được gọi là phép cộng vector hai nhỏ quy tắc hình bình hành nếu abcd là hình bình hành thì vectơ AB cộng vectơ AD bằng vectơ AC hình 17. Trên hình 15, hợp lực của hai lực F1 và F2 là lực F được xác định bằng quy tắc hình bình hành. Ba nhỏ. Tính chất của phép cộng các vectơ. Với ba vectơ A nhỏ, B nhỏ, C nhỏ tùy ý, ta có vectơ A cộng vectơ B bằng vectơ B cộng vectơ a tính chất giao hoán mở ngoặc vectơ a cộng vectơ b đóng ngoặc cộng vectơ c bằng vectơ a cộng mở ngoặc vectơ b cộng vectơ c đóng ngoặc tính chất kết hợp vectơ a cộng vectơ không bằng vectơ không cộng vectơ a bằng vectơ a tính chất của vectơ không Hình 1.8 minh họa cho các tính chất trên, các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm. Hoạt động 1: Hãy kiểm tra các tính chất của phép cộng trên hình 1.8. Bốn nhỏ, hiệu của hai vectơ. A nhỏ, vectơ đối. Hoạt động 2: Vẽ hình bình hành ABCD. Hãy nhận xét về độ dài và hướng của hai vectơ AB và CD. Cho vectơ A nhỏ vector có cùng độ dài và ngược hướng với vector A được gọi là vector đối của vector A. Ký hiệu là trừ vector A. Mỗi vector đều có vector đối. Chẳng hạn vector đối của vector AB là vector BA, nghĩa là trừ vector AB bằng vector BA. Đặc biệt, vector đối của vector 0 là vector 0. Ví dụ 1. Nếu D, E, F lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, CA, AB của hình tam giác ABC. Hình 1.9. Khi đó ta có vector EF bằng trừ vector DC. Vector BD bằng trừ vector EF. Vector EA bằng trừ vector EC. Hoạt động 3. Cho vector AB cộng vector BC bằng vector 0. Hãy chứng tỏ vector BC là vector đối của vector AB. B nhỏ. Định nghĩa hiệu của hai vector. Cho hai vector a nhỏ và b nhỏ, ta gọi hiệu của hai vector a và b là vector a cộng trừ vector b. Ký hiệu là vector a trừ vector b. Như vậy, vector a trừ vector b bằng vector a cộng mở ngoặc trừ vector b đóng ngoặc từ định nghĩa hiệu của hai vector suy ra với ba điểm o a b tùy ý ta có vector ab bằng vector ob trừ vector oa hình một mười hoạt động bốn hãy giải thích vì sao hiệu của hai vector ob và oa là vector ab chú ý một nhỏ Phép toán tìm hiệu của hai vectơ còn được gọi là phép trừ vectơ. Hai nhỏ. Với ba điểm tùy ý A, B, C ta luôn có vectơ AB cộng vectơ BC bằng vectơ AC. Quy tắc ba điểm. Vectơ AB trừ vectơ AC bằng vectơ CB. Quy tắc trừ. Thực chất hai quy tắc trên được suy ra từ phép cộng vectơ. Ví dụ 2. Với bốn điểm bất kỳ A, B, C, D ta luôn có vector AB cộng vector CD bằng vector AD cộng vector CB. Thật vậy, lấy một điểm O tùy ý, ta có vector AB cộng vector CD bằng vector OB trừ vector OA cộng vector OD trừ vector OC bằng vector OD trừ vector OA cộng vector ob trừ vector oc bằng vector ad cộng vector cb năm nhỏ áp dụng a nhỏ điểm i là trung điểm của đoạn thẳng ab khi và chỉ khi vector ia cộng vector ib bằng vector không b nhỏ điểm g là trọng tâm của tam giác abc khi và chỉ khi vector ga cộng vector gb cộng vector GC bằng vector 0. Chứng minh Trọng tâm G của tam giác ABC nằm trên trung tuyến AI. Lấy D là điểm đối xứng của G qua I. Khi đó, B, G, C, D là hình bình hành và G là trung điểm của đoạn thẳng AD. Suy ra, vector GB cộng vector GC bằng vector GD và vector GA cộng vector GD bằng vector 0. Ta có vector GA cộng vector GB cộng vector GC bằng vector GA cộng vector GD bằng vector 0. Ngược lại, giả sử vector GA cộng vector GB cộng vector GC bằng vector 0. Hãy vẽ hình bình hành BGCD có y là giao điểm của hai đường chéo. Khi đó, vector GB cộng vector GC bằng vector GD. Suy ra vector GA cộng vector GD bằng vector 0, nên G là trung điểm của đoạn thẳng AD. Do đó ba điểm A, G, I thẳng hàng. GA bằng 2GI. Điểm G nằm giữa A và I. Vậy G là trọng tâm của tam giác ABC. Câu hỏi và bài tập. Câu 1 cho đoạn thẳng AB và điểm M nằm giữa AB, sao cho AM lớn hơn MB. Vẽ các vector vector MA cộng vector MB và vector MA trừ vector MB. Câu 2. Cho hình bình hành ABCD và một điểm M tùy ý. Chứng minh rằng vector MA cộng vector MC bằng vector MB cộng vector MD. Câu 3. Chứng minh rằng đối với tứ giác ABCD bất kỳ, ta luôn có A nhỏ vector AB cộng vector BC cộng vector CD cộng vector DA bằng vector 0. B nhỏ vector AB trừ vector AD bằng vector CB trừ vector CD. Câu 4. Cho tam giác ABC Bên ngoài của tam giác vẽ các hình bình hành A, B, I, G B, C, B, Q C, A, R, S Chứng minh rằng Vector G Cộng vector IW Cộng vector PS bằng vector 0 Câu 5 Cho tam giác đều ABC Cạnh bằng A tính độ dài của các vectơ AB cộng BC và AB trừ BC. Câu 6. cho hình bình hành ABCD có tâm O, chứng minh rằng a nhỏ vectơ CO trừ vectơ OB bằng vectơ BA, b nhỏ vectơ AB trừ vectơ BC bằng vectơ DB, c nhỏ vectơ DA trừ vector db bằng vector od trừ vector oc d nhỏ vector da trừ vector db cộng vector dc bằng vector không câu 7. cho vector a vector b là hai vector khác vector không khi nào thì có đẳng thức a nhỏ độ dài của vector a cộng vector b bằng độ dài của vector a cộng độ dài của vector B. B nhỏ. Độ dài của vector A cộng vector B bằng độ dài của vector A trừ vector B. Câu 8. Cho độ dài của vector A cộng vector B bằng 0. So sánh độ dài, phương và hướng của hai vector A và B. Câu 9. Chứng minh rằng vector AB bằng vector CD. Khi và chỉ khi trung điểm của hai đoạn thẳng AD và BC trùng nhau. Câu 10. Cho ba lực F1 bằng vector MA, F2 bằng vector MB và F3 bằng vector MC cùng tác động vào một vật tại điểm M và vật đứng yên. Cho biết cường độ của F1 và F2 đều là 100 N và góc AMB là 60 độ tìm cường độ và hướng của lực F3. Bài đọc thêm. Thuyền bơm chạy ngược chiều gió. Thông thường, người ta vẫn nghĩ rằng gió thổi về hướng nào thì sẽ đẩy thuyền bơm về hướng đó. Trong thực tế, có người đã nghiên cứu tìm cách lợi dụng sức gió làm cho thuyền chạy ngược chiều gió. Vậy người ta đã làm như thế nào để thực hiện được điều tưởng chừng vô lý đó? Nói một cách chính xác, thì người ta có thể làm cho thuyền buồm chuyển động theo một góc nhọn, gần bằng một phần hai góc vuông đối với chiều gió thổi. Chuyển động này được thực hiện theo đường dích dắt, nhằm tới hướng cần đến của mục tiêu. Để làm được điều đó, ta đặt thuyền theo hướng TT' và đặt buồm theo hướng BB' như hình vẽ. Các bạn có hình 112, các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm. Khi đó, gió thổi tác động lên mặt buồm một lực. Tổng hợp lực là lực F có điểm đặt ở dính giữa bườm. Lực F được phân tích thành hai lực, lực B vuông góc với cánh bườm B phẩy và lực Q theo chiều dọc cánh bườm. Ta có vector F bằng vector B cộng vector Q. Lực Q này không đẩy bườm đi đâu cả vì lực cản của gió đối với bườm không đáng kể. Lúc đó chỉ còn lực B đẩy bườm dưới một góc vuông. Như vậy khi có gió thổi Luôn luôn có một lực B vuông góc với mặt hạt phẳng BB' của bườm Lực B này được phân tích thành lực R vuông góc với sóng thuyền Và lực dọc S dọc theo sóng thuyền TT' hướng về mũi thuyền Khi đó ta có Vector B bằng vector S cộng vector R Lực R rất nhỏ so với sức cản rất lớn của nước Do thuyền buồm có sóng thuyền rất sâu Chỉ còn lực S hướng về phía trước dọc theo sóng thuyền đẩy thuyền đi một góc nhọn, ngược với chiều gió thổi. Bằng cách đổi hướng thuyền theo con đường dít dắt, thuyền có thể đi tới đích theo hướng ngược chiều gió mà không cần lực đẩy. Cảm ơn đã xem, mời bạn đăng ký để theo dõi các video tiếp theo.